cập nhật giá vải ngày hôm nay thứ 4 ngày 02 tháng 6 năm 2020. Vải đã bắt đầu gần vào chính vụ nên giá có giảm so với đầu vụ vải sớm như vải u hồng, vải u trứng trắng, vải trứng gai, trứng lì, tàu lai trồng chủ yếu tại các địa phương như Quảng Ninh, Hưng Yên, Đắk Lắc sau đó là Lục Ngạn Bắc Giang và Thanh Hà Hải Dương đang được bán với loại mẫu mã kém, quả bé, xấu giá 7.000 đến 20.000 đồng trên kg loại hàng đẹp chất lượng hơn không sâu quả to tròn giá, từ 10.000-25.000 đồng trên kg thu mua, tại vườn và các địa điểm cân mua của các thương lái địa phương. Tập trung chủ yếu ở mức giá 10.000 đến 20.000 đồng trên kg. Tại Bắc Giang giá hôm nay trung bình khoảng 13.000 đến 20.000 đồng trên kg. Hải Dương trung bình khoảng 12.000 đến 20.000 đồng trên kg. Riêng giống vải thanh hạt sớm quả chín đỏ đang có giá cao nhất từ 20.000 đến 30.000 đồng trên kg tùy mẫu mã. Giá bán buôn tại các chợ đầu mối ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giao động từ 15.000 đến 35.000 đồng trên kg. Bán lẻ cho người tiêu dùng từ 20.000 đến 50.000 đồng trên kg vải được thu mua chủ yếu xuất qua Trung Quốc và các tiểu thương bán tại thị trường trong nước. Hiện vẫn là các thương lái Việt Nam thu mua, chỉ ít hôm nữa sẽ có thương lái Trung Quốc thu mua hy vọng giá vải sẽ cao hơn trong thời gian tới. Mọi người hãy để lại giá vải tại địa phương mình, tại phần bình luận để mọi người cùng nắm bắt giá vải sớm nhất nhé. Đăng ký kênh để cập nhật thông tin giá vải mùa 2020 mới nhất. Xin chúc bà con có một mùa vải bội thu. Xuất khẩu quả vải tươi qua cửa khẩu giảm mạnh. Khác với mọi năm, vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này, các vùng trồng vải miền Bắc bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ vải tươi. Tuy nhiên khác với mọi năm, vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Từ khoảng 3 tuần qua, nhiều tư thương, doanh nghiệp đã đến làm thủ tục hải quan, xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đại úy bùi gia trịnh phó trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn cho biết để tạo điều kiện thông quan nhanh mặt hàng nông sản này các lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng phương tiện và tạo luồng xe riêng cho các phương tiện chuyên trở vải thiều là mặt hàng hoa quả tươi dễ hỏng trạm kiểm soát biên phòng tân thanh chúng tôi đã duy trì đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp lực lượng chức năng phân luồng riêng cho phương tiện chở hàng vải thiều xuất khẩu qua cửa khẩu đàm thông quan được trong ngày đại úy bùi gia trịnh cho biết thêm Tuy nhiên, trên thực tế hiện lượng hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh đến thời điểm này mới đạt khoảng 3.500 tấn quả vải tươi được làm thủ tục, bằng khoảng 1/5 so với mọi năm.